Nếu là một fan của phim ảnh, chắc hẳn ai cũng từng nghe qua cái tên M. Night Shyamalan. Vị đạo diễn đứng sau trilogy Unbreakable, Split, Glass hay bộ phim kinh dị The Sixth Sense. Và người xưa thường có câu, con nhà Tông không giống lông cũng phải giống cánh, khi mà sự nghiệp từ người con gái Gen Z của ông là Ishana Knight Shyamalan cũng đang vô cùng tiềm năng. Sau khi đã đích thân chỉ đạo và viết kịch bản cho loạt phim truyền hình Servant, Ishana Knight Shyamalan đã có lần đầu tiên tiếp cận với điện ảnh thông qua tác phẩm kinh dị đầu tay mang tên The Watchers, một bộ phim đang nhận về rất nhiều đánh giá tích cực nhờ câu chuyện cuốn hút của mình. Vậy, để cùng tìm hiểu xem phim có gì hay và hấp dẫn, cũng như cái kết của bộ phim này là gì, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Harder. Ngay bây giờ sẽ là video của chúng mình về The Watchers. Let's go! Bộ phim bắt đầu với Mina, một cô nàng đam mê hội họa và đang cực kỳ mông lung ở hiện tại. Chuyện là vì một tai nạn năm xưa, thời điểm mà cô cùng người chị song sinh của mình chỉ là những đứa trẻ và chính bản thân cô đã gián tiếp gây ra vụ tai nạn khiến mẹ của hai chị em thiệt mạng. Dây dứt với quá khứ đó, đến tận ngày hôm nay, Mina gần như cắt đứt liên lạc với người chị của mình và sống tương đối buông thả. Điều này đã dẫn cô đến một chuyến đi sâu vào trong rừng và rồi đó là lúc mọi chuyện kỳ bí của phim bắt đầu. Nơi mà cô đi lạc đến là một khu rừng không được xác định trên bản đồ, vô cùng rộng lớn và hoang sơ ở phía Tây Ireland. Chiếc xe của Mina khi đi được đến đây đã bỗng nhiên tắt máy và buộc cô phải ra ngoài cùng chú vẹt cưng của mình để tìm kiếm người trợ giúp. Và đó cũng là lúc mà Mina mắc kẹt ở lại khu rừng này. Cùng lúc đó, một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện và cho cô 5 giây để chạy vào trong căn nhà trú ẩn trước khi quá muộn. Không chần chừ, Mina nhanh chóng chạy vào trong để rồi phát hiện ra được rằng cứ khi đêm đến, khu rừng sẽ bị chiếm lĩnh bởi một loại sinh vật không rõ nguồn gốc. Và căn phòng này là thứ duy nhất giữ cho nhóm nhân vật chính được an toàn. Vậy làm thế nào để Mina cùng những người khác có thể thoát ra khỏi được nơi này? Các bạn hãy tự mình ra rạp để tìm câu trả lời nhé. Hoặc là nán lại tới cuối video ngày hôm nay để nghe lời giải mã từ phía Way to Weird Harder chúng mình. Còn giờ, ta hãy quay trở lại với một chút đánh giá về phim của chúng mình trước đã nha. Dù là một bộ phim điện ảnh đầu tay, cũng như bản thân Ishana Knight Shyamalan cũng là một nữ đạo diễn còn quá trẻ tuổi, nhưng có lẽ là nhờ quá trình sinh sống và làm việc cùng bố của mình, nữ đạo diễn sinh năm 99 đã có thể nắm rõ và hiểu được khán giả đại chúng muốn gì và cần gì. Sở hữu một nhịp phim tương đối chậm và tự tốn, song The Watchers lại không hề nhà một chút nào. Trái ngược lại, phim gia tăng sự căng thẳng, hồi hộp và kịch tính một cách từ từ và chậm rãi. Khi mà cứ mỗi phút trong thời lượng phim trôi qua, người xem chúng ta sẽ được nhá hàng thêm một chút về khu rừng, về bầy quái vật cũng như là những điều luật cấm ở đây. Nhờ cách khai thác này, phim sẽ liên tục giữ vững được sự tò mò của người xem về bộ phim, từ đó thôi thúc và cuốn hút chúng ta vào câu chuyện rất thú vị mà The Watchers sở hữu. Đám quái vật trong phim không cần thiết phải xuất hiện nhiều và vồ vập, nhưng vẫn có thể khiến người xem sợ hãi vì cách mà nó xử lý con muỗi của mình. Một cái hay nữa của Ishana Knight Shyamalan đó là không cần phải quá máu me, chỉ thông qua vài cú lôi kéo nạn nhân, bầy quái vật của cô cũng đã đủ khiến người ta phải hoảng loạn. Một lối khai thác khiến chúng mình liên tưởng đến ngay con cá mập ở trong Jaws, khi trong hàm cá mập, con cá mập cũng được giấu đi và phim cũng mở đầu bằng một pha cắn xé nạn nhân từ một góc quay bị che khuất hoàn toàn bởi nước biển. Áp dụng công thức trên, bầy quái vật trong The Watchers đã làm tốt nhiệm vụ cơ bản của mình, đó là reo rắc sự sợ hãi trong trí tưởng tượng của khán giả. Lý do mà bầy quái vật giữ cho nhóm nhân vật chính an toàn trong bon ke, dù bản thân chúng có thể xông vào và phá hủy mọi thứ bất cứ lúc nào, cũng rất hợp lý và khiến cho nhân vật của phim được phát triển. Với bộ phim đầu tay của mình, Ishana Knight Shyamalan đã trao niềm tin vào tay của Dakota Fanning trong vai Mina và nữ diễn viên đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Được xây dựng là một nhân vật không mấy thiện cảm với người xem ngay từ đầu, nhưng không vì thế mà nhân vật chính của ta bị bỏ rơi. Mina vẫn mấp mé cho người xem thấy một chút góc khuất của bản thân và lý do dẫn đến tính cách như hiện tại. Từ đó mà khán giả sẽ bất giác quan tâm và chú ý cô nhiều hơn về sau. Các nhân vật khác thì dù không được trao mấy đức diễn, nhưng họ cũng là những nhân vật có sự kết nối tốt với Mina. Từ đó khiến cho bối cảnh trong không gian chật hẹp của bon ke trong rừng trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Và giống như bố của mình, tính thẩm mỹ trong tác phẩm của Ishana Knight Shyamalan là vô cùng tốt. Màu sắc của phim được tạo sự tương phản vừa đủ, nhất là các khung cảnh ở trong cái thứ gọi là chuồng kia và với không gian tối mịt ở bên ngoài. Chính nhờ câu chuyện và mặt hình ảnh lẫn âm thanh được làm chỉnh chu như thế, 100 phút đồng hồ của The Watchers là cực kỳ đáng để theo dõi và dễ tiếp cận với phần đông khán giả. Về phần cái kết, câu chuyện của The Watchers vẫn có cho mình một cú plot twist nhẹ ở cuối, không quá bùng nổ và kịch tính nhưng vừa đủ để khiến bộ phim trở nên đáng nhớ và sâu sắc hơn rất nhiều.
Đó là còn chưa kể đến xuyên suốt thời lượng của phim, chỉ với 4 nhân vật chính, câu chuyện của The Watchers cũng được phát triển một cách rất tự nhiên thông qua Mina. Cô tương tác và thúc đẩy toàn bộ nhân vật, từ đó tạo ra rất nhiều biến cố và tăng thêm nhiều sự hấp dẫn cho phim. Nói chung, The Watchers của Isana Night Shyamalan thực sự có chất lượng vượt ngoài mong đợi so với việc đây chỉ là một tác phẩm đầu tay. Dù câu chuyện của phim vẫn còn nằm trong vùng an toàn, nhưng nó vẫn vô cùng mới mẻ trong thể loại phim kinh dị. Câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn được khán giả bởi một tình tiết vô cùng căng thẳng của phim đã giúp The Watchers chiếm trọn được cảm tình của chúng mình. Tạm gác lại phần đánh giá nội dung, giờ thì ta hãy cùng nhau đi sâu hơn vào phần giải thích phim thôi nào. Đây cũng là lúc chúng mình sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung của phim. Vậy nên hãy coi như đây là cảnh báo spoiler cuối cùng của chúng mình nhé. Trên thực tế, các sinh vật trong phim không được gọi là quái vật, mà thay vào đó chúng được gọi là tiên. Đúng rồi đấy, chúng là tiên theo đúng nghĩa đen mà mọi người có thể nghĩ ra được, dù chúng mang hình hài tương đối gớm ghiếc. Khả năng của đám tiên này đó là chúng có thể thay đổi hình dạng của mình, cũng như sở hữu tứ chi và cơ thể to hơn người bình thường rất nhiều lần. Lý do chính khiến chúng để cho nhóm nhân vật được yên ổn là bởi chúng muốn quan sát để bắt chước thói quen và tập tính của con người. Lượm nhặt một chút trên mạng xã hội thì chúng mình cũng tìm hiểu được rằng The Watchers là câu chuyện nói về các Gregory hay các thiên thần sa ngã, những thứ đã được nhắc đến trong Ngụy Kinh Thánh và sách Sáng Thế. Dù đã có truyền thuyết cho rằng con người và các thiên thần hay như trong phim là các vị tiên đã từng có giai đoạn sống hòa bình cùng với nhau, nhưng chính vì những dục vọng với loài người, giống loài mang hai dòng máu đã được hình thành và trong phim gọi chúng là bán tiên, những kẻ khác biệt và bị ghét bỏ. Đồng thời, cũng vì lo sợ khả năng biến hóa của loài tiên, loài người đã dồn nén và phong ấn chúng vào bên dưới hầm ngục trong khu rừng đó. Hàng thế kỷ trôi qua, bầy sinh vật này đã tìm được đường khác để trở lại mặt đất. Nhưng giờ đây, chúng không những không đi lại được dưới ánh sáng mặt trời không thôi, chúng còn mất đi đôi cánh và màu trắng tinh khôi biểu tượng của mình do thời gian dài bị giam cầm dưới lòng đất. Dù thời gian dài như thế đã trôi qua, song bầy tiên ở trong khu rừng mà nhóm của Mina bị mắc kẹt vẫn còn tồn tại một bán tiên, và đó chính là bà Madeline, người bị mắc kẹt trong rừng lâu nhất như lời của nhóm nhân vật tiết lộ. Khoan nói sâu hơn về Madeline, ta hãy nói thêm về nhân vật này, giáo sư Q Martin. Vì vợ của ông đã qua đời, Q Martin đã đâm đầu vào nghiên cứu và phát hiện ra được khu rừng này. Bằng cách sử dụng những người không nơi nương tựa làm nguồn nhân công chính, Q Martin đã xây dựng được cái bon ke kiên cố giữa rừng và tiến hành nghiên cứu bầy tiên. Madeline cũng chính là bán tiên đã bị Q Martin bắt giữ. Ông hứa hẹn và trao cho bà lời hứa rằng sẽ đưa bà ra khỏi khu rừng. Nhưng rồi thì cuối cùng, Q Martin chỉ nghiên cứu và nghiên cứu, không có gì hơn. Đó cũng chính là lý do vì sao mà sau này Madeline vẫn ở trong rừng, chọn cách ở cùng với loài người để nghiên cứu họ. Đoạn băng nghiên cứu của Q Martin sau đó cũng được nhóm của Mina tìm thấy ở dưới tầng hầm, và Mina thành công đưa mọi người ra khỏi khu rừng được, trực tiếp đưa Madeline lần đầu ra bên ngoài thế giới loài người. Sau khi đọc qua nghiên cứu tại trường đại học của Q Martin, Mina đã phát hiện ra được chuyện Madeline thực chất là đã chết từ lâu. Người đi cùng cô từ đó đến giờ chính là một bán tiên. Thì Madeline giả này đã tính thủ tiêu luôn Mina. Nhưng rồi thì cuối cùng, Mina đã thuyết phục được Madeline hoàn tâm chuyển ý. Và thế là Madeline đã chấp nhận được một điều rằng một nửa dòng máu bên trong của mình chính là con người. Để rồi từ đó trở về sau, Madeline giả này sẽ tiếp tục trà trộn vào trong thế giới loài người, với hy vọng ra rằng sẽ tìm ra được giống loài của mình đang ẩn náu trong xã hội loài người. Và đó là toàn bộ những gì mà chúng mình muốn nói về The Watchers, hay với cái tên tiếng Việt là Những Kẻ Theo Dõi. Một sự khởi đầu hoàn hảo của Isana Night Shyamalan, người hiện đang được xem là nữ hoàng kinh dị thế hệ mới. Còn các bạn thì sao? Mọi người đã xem phim chưa và có suy nghĩ và đánh giá gì về phim? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird out.